Ủa, dính dính ừ, sao 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 dính 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 không dính không dính này dính này dính không dính không dính không dính này dính này từ từ bây bình giờ tĩnh kỹ lắm, bây giờ kỹ lắm. bình tĩnh Út ơi. Wow, dính gì Tư? Dính tôm, dính gì không biết nữa. Ôi, con tôm bự nghe. Trời ơi. Wow. Ghê chá. Trời ơi, nó kẹp Tư cả. Dính con tôm bự cái nhà ơi. Chỗ rồi bây giờ hai chị em sẽ sàng câu nè cả nhà. Mời cả nhà cùng theo dõi hai chị em nha. Mời cả nhà theo dõi nha. Cả nhà ơi, hôm bữa Út với lại chị Tư câu đứt hết lưỡi rồi. Giờ chị Tư tóm lại á. Tóm lưỡi rồi. Út thì không biết tóm á cả nhà. Thường mình cột cái lưỡi vô luôn khỏi tóm được không chị Tư? Được. Cột vô xong rồi bỏ xuống rồi dở lên. Mất tiêu lưỡi. Làm gì tôi không biết làm ta. Có chuyện gì mà chị không biết làm không? Cũng có chuyện làm không được chứ. Những chuyện làm không được về cụ thể nè. Thôi nói cụ thể không được. Những chuyện nghe nặng nhọc làm không được nè. Trời, em thấy chuyện gì mà chị làm không được. Có vác bao lúa chị vác không nổi thôi. Chứ chuyện gì làm không được. Xong chưa Tư? Chưa, sắp xong rồi. Có lấy học quẹt ho lại không? Không. Dạ đứng rồi. Nhất đứng rồi. À. Trời 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 trời. Có móc vô môi không xong, chưa Tư? Xong rồi mà có máu rồi. Có tiền nha. Nó có máu là có tôm hay sao? Không, có máu có tiền. Nghe vậy đó. Mà không biết phải gì không? Đâu tóm xong rồi cái lưỡi chỗ nào đâu chị giao lên coi thôi. Khoan, à thấy rồi. Tóm gì được chưa? Không biết nữa, câu không biết còn lưỡi không, ngày dở lên không biết còn lưỡi không. Thì nào dở lên còn lưỡi thì hay. Thì tóm lại. Còn cái lưỡi thì câu tiếp, còn lưỡi thì tóm lại. Không mà bây giờ tôi sẽ cột vô. Tính ra chị Tư giỏi ta, cái gì cũng biết hết trơn ta. Chị Út học hỏi đi. Hay đó. Nể phục thiệt. Những người cuối cùng cũng xong rồi cả nhà ơi. Giờ chuẩn bị móc mồi. Móc sao Tư? Nay mình câu mồi gì ta? Nay Tư với Út câu mồi bắt con tép nhữ con tôm. Nghe. Với lại mồi hà đỏ cả nhà. Mà thấy anh Cần dạo này câu mồi tép á. Cần câu mồi tép hả? Mình cũng bắt trước anh Cần đi, mình câu bắt con tép mình nhử con tôm. Hà đỏ anh Cần nói dạo này tôm nó không chịu ăn. Đấy hả? Ừ. Bây giờ mình câu tép. Ừ. Một tô luôn cả nhà. Sáng đem theo mà nó nhảy tùm lum ra ngoài giao cái sách hết á, bắt lại từng con muốn xỉu vậy. Nè, mình ngắt cái đầu vậy hả? Rồi móc sao nữa ta? Lột vỏ ra nữa hả Tư? Không, cái này có lột hay không chị không biết, chị chỉ xé sơ sơ thôi à. Này chị nhớ hồi xưa đi câu cá
Cái gì sao? Cá sấu hả? Cá người ta nuôi trong bè á. Ồ, bên đó có cái chiếc xà lan kìa. Ủa, chiếc chẹt hả Tư? Không. Phải không? Đó. Ồ, chạy giống như một tên lửa luôn kìa. Ừ. Xong, rồi là móc xong rồi cả nhà. Bây giờ Tư sẽ buông câu. Buông sắp đất này đi. Hiểu ơi, bông lục bình kìa, bông lục bình kìa, qua lục bình, qua lục bình sao nè. Sông buồn màu tím qua lục bình, thấy không, màu hoa tê tái cho lòng em nhớ ai, nhớ ai, nhớ ai không biết luôn, nhớ ai, mình nhớ ai đi câu tôm đó, nhớ ai mà đi câu tôm nhớ đó, người ta mà người ta có nhớ mình đâu. Gì à, quay chơi lên hả? Không mồi. Không mồi hả? Mùa này mùa gió trướng. Bởi vì mới có hoa lục bình. Ừ. Với bữa hả mình cần nó mùa dịch rồi, hết mồi. Teo, tèo, teo, tèo, teo. Thôi đổi mồi nha. Đổi mồi hà đỏ ha. Bóc hà đỏ vô được. Ừ. Dĩ ốc hẻo, mặt căng dữ vậy? Dính không, dính không? Tè 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 tè. Đâu đâu đâu. Ý à, một con cả nhà ơi. Nè nè nè, để bỏ lên chị gỡ đi. Đây chị gỡ cho. Chị gỡ được không? Mẹ cứ gỡ đi nè. Nó kẹp 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 hai đứa mình bây giờ. Ý da, ý da, ý da. Chừng rụng 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 càng nhỏ. Tôm này tôm. Đây chị cầm đi, càng nó cho Út gỡ đi. Tôm lứa, tôm lứa. Nè. Tôm lứa, tôm gì không biết nhưng mà ok. Đã nghe. Hẹn gì nãy giờ cứ hết mồi rồi luôn. Ừ. Ừ. Rồi để đâu vậy Tư? Để vô cái gọng kìa, cái gọng chị để lên trước kìa. Được, để thùng đá đi. Một con cả nhà ơi. Hèn chi vậy, nãy giờ hết mồi hoài. Nó bị hết mồi hoài à. Ừ. Sao Út? Nghe giật thì chị cũng thấy giật tực tực đó mà không biết phải không hay là sóng nước không biết. Sao thấy gì không? Sẵn thăm thử luôn. Ừ. Dính không, dính không? Dính rồi. Dính rồi. Dính rồi. Đừng đừng có xả dây ra. Dùng câu lại. Ừ, thả xuống. Sảy luôn rồi. Sảy luôn rồi cả nhà ơi. Nó búng vô con dây bè. Đổi mồi liên tục luôn cả nhà. Chị thấy búng rõ ràng luôn. Ừ, chị cũng thấy búng tực tực nữa. Nó búng vô con dây bè nó sảy á. Con dây bè xéo xéo cả nhà, nó búng vô. Con dây bè đây hả? Ừ. Chị Út. Trời dính. Ơi, sảy rồi. Nè, nó ăn cục mồi còn chút xíu này thấy không? Hồi nãy em quấn hết trơn cái lưỡi câu này luôn á. Ừ. Nghèo luôn rồi nè, còn có một con một à. Đâu rồi, sao mồi đâu rồi. Còn một con rồi cả nhà ơi, nghèo luôn rồi. Nghèo rồi mà còn gì nó mấy bà tôm này bá báo gì đâu. Nghèo mà còn gặp con gì Tư? Con Hà đỏ nó còn nghèo hơn Út nữa. Có chút xíu à cả nhà ơi. Con sâu không chứ bóc mà con này bóc cậy cậy luôn. Nghèo luôn rồi. Nghèo luôn rồi. Bóc thêm. Nó xíu à, nghèo thiệt chứ. Nó búng vô dây bè, dính dây bè nè. Ừ. Đây là nó ăn rồi. Đúng rồi, nó ăn cục ngồi bá nhảy trên đó. Trong thời gian chờ đợi thì giờ Út Hiểu làm gì Út Hiểu? Đốt xem. Để đường chỗ chén nè. Rồi sao nữa? Cái mình để nước mắm vô nè. Rồi đón được rồi đó. Cả nhà hay chùm xài chứ gì? Chùm ớt nữa nè. Rồi vừa được rồi Út ơi. Yeah.
trong thời gian thăm thử đi, thấy nó thẳng dữ vậy. Sao Út quấn lên sao? Rồi dính rồi phải không? Dính rồi dính vậy bẹ. dính rồi dính vậy bè. Quát lử không Út? Không. Ây da, chị nhớ luôn rồi. Cục chì gõ cái mắt chị nhớ luôn. Không. Rồi buông câu lại đi. Là làm chị hết hồn. Cái hò này cả nhà, công nhận lâu hết ghê, tắt tiếng luôn. Cây sau lưng nó kìa Út, thử rồi, thăm thử đi. Tôm nó ăn không có hay gì hết trơn, nó không có bún gì hết trơn cả nhà. Rồi. Hết mồi. Nghèo luôn rồi. Đã nghèo rồi mà còn gặp cái này nữa, sao cá nổi đi cả nhà. Tôm này phá mồi ghét kìa. Mẫu hiểu hay ha, móc cái con này không sợ rồi chị ghê quá. Sao sợ chị không sợ con sâu mà chị sợ con này? Con sâu chị cũng sợ, nói gì vậy? Mà sao con này nó nghẹo hơn mình á? Cái con này nó kiểu nó vòng họ với sâu hay sao á, nhìn nó cà thung mà cà ngoe nó ghê lắm. Nhưng mà sợ con sâu mới ghê. Nghèo thiệt. Bữa nào mình đi kiếm trùng mình đi câu thử ta. Trùng đắt á. Trùng đất với tôm ăn không nha? Không đâu, chắc nó không tanh đâu. Không biết nữa. Nói chung là không biết. Nó thơm mùa đất hơn, còn con này nó ở mùa biển. Nó thơm mùa biển, nên trùng con tôm nó như lạ, nó khoái ăn. Vậy hả? Em nói rồi, cái này là em. Vậy mà pháp thì đúng rồi trời. Thăm câu xong rồi, giờ Út hiểu cũng không quên cả nhà ơi. Trở lại công việc chính. Ủa? Sáu miệng mình chính thức ăn con cá đây. Út hiểu mà đi ghe đó cả nhà là không thể nào thiếu được ăn giặt. Ủa sao tụt luôn rồi? Cái đó chị đâu có cột, chị giặt không à. Thèm tới rồi đó. Rửa dưới sông luôn. Mình để vô miếng tiêu nữa đi. Vì ớt vì tiêu hả? Cay không Út? Ở đâu cay là nó lẫn nhau. Trời ơi, mình ghé đây mình lấy hết của rồi nó mới sủa. Chị giống em. Giờ chạy ra kìa. Tới công chuyện hai đứa mình này. Ơi, đứa ra đi. Coi nó kìa. Coi nó hung dữ kìa cả nhà. Ghé đây tao lấy hết của rồi mới ra, mới chạy ra. Hello. Đừng có lên đây. Ơi nhìn nó dữ quá. Không hiểu sợ. Bây giờ người ta ở đây 2 tiếng rồi đó mà nó mới ra đó cả nhà. Thôi đừng quan tâm tới nó nữa, kệ nó đi. Chắc có đường không? Mượn hết câu xíu làm gì chăng. Ừ, lấy hết của rồi mới chạy ra sủa. Thôi trở lại về chính Út ơi. Mười nhỏ luôn ha. Ừ, xoài này non mà. Bây giờ gần tới rồi. Gần tới rồi, cả nhà thấy là tới rồi đó.
thử miếng từ còn chua không? Từ thử miếng nhỏ nhỏ đi. Quết lên, quết lên nhà nhà ơi, quậy lên. Bắt đầu miếng ớt nữa, miếng ớt nữa, miếng tiêu, miếng ớt. Mời đại gia đình nha, mời anh Đạt với anh Cần nha. Ây da. Mặn mặn ngọt ngọt, chua chua cay cay. Hết hồn. Ê đừng có lên ghe tôi nghe. Lên là tôi chở mấy người đi luôn á. Mời cả nhà nha. Quang con cái bé đây luôn rồi. Ngon quá. Ngon. Ngon hả? Chua hả? Chị cũng ăn miếng này. Ê, mới làm gì đó? Ăn nữa cả nhà ơi, mở nhà nha. Ăn đi cho có cái bông sai rồi với người ta. Thằng trai với gái là hai vợ chồng. Hai chồng ta nắm tay đi vô đi. Quá ngon. Quá đã. Thăm câu lúc. Sao? Không có động tĩnh hả? Không có động tĩnh gì hết. Có con mồi không? Ừ, em mở lên thăm mồi nè. Quên lên thăm mồi. Còn xíu à? Nè, nghèo luôn là, rồi. Cái này là tôm ăn nè. Ăn rồi nè cả nhà, còn có xíu xíu à. Ăn bấy nhạy hết trơn rồi nè. Ăn bấy nhạy hết trơn luôn. Yeah. Ừ. Thôi móc thêm luôn đi Út. Thôi, thả xuống đi. Tận dụng đi, nghèo rồi. Nghèo. Thăm mấy cần kia luôn đi Út. Xà lan bự. Ừ. Ơi, hết mồi luôn. Có ăn mắp đường. Đang nghèo rồi, nó ăn mấy nhảy hết rồi. Hết mồi luôn rồi nè cả nhà. Ăn mấy nhảy luôn. Sao Út? Nghèo mà còn ghía mồi người ta hoài à. Đợi xíu đi. Không không. Cục đất hội thinh nè. Ừ, sao sao sao? Dính. Từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh Út ơi. Wow. Hai con nha cả nhà. Sớm về được hai con cả nhà ơi, mà chết hết con rồi. Tư, cứu mẹ. Dính cái càng lại Tư. Đây. Không mấy Tư gỡ đi, em gỡ nó bị ngỗng Tư ơi. Hai Út cầm đi. Dạ, đi gỡ đi. Ừ. Tại em gỡ em không biết gỡ á. Ừ. Đẩy, đẩy lên. Đó. Giờ đây chị cầm cái càng cho nó không có kẹp đâu. Hai con cả nhà ơi. Động đâu Tư, bỏ vô gọng đi. Bỏ vô gọng. Thành quả cả nhà ơi. Tôm lứa luôn mà. Tôm lứa. Ngay chỗ kiểu như nó tùy theo bãi á, chứ không phải bãi nào cũng tôm bự á cả nhà. Ừ. Cũng hên, hay còn hên cả nhà ơi. Bắt mồi không? Hết mồi hả? Ừ. Thì cũng chưa rồi đó cả nhà. Bây giờ Út đang chuẩn bị hồi sáng có đem heo mớ cá nè, với lại cục thịt mớ rau nữa. Nhìn thương thương thì cả nhà cũng đoán được là món gì vậy đúng không? Còn cái bịch này là bịch mắm nè cả nhà. Bịch mắm, mắm này mắm cá chốt. Thấy không? Mắm gia đình. Trộn, dính gì Tư? Dính tôm, dính gì không biết nữa.
Ôi con tôm bự nghe. Trời ơi. Wow. Ghê cha. Trời ơi nó kẹp tôi cả. Dính con tôm bự cả nhà ơi. Thôi thôi. Trời ơi. Đâu có tay chảy máu rồi Tư. Chị ơi mang ống tay vô rồi. Nó quất một cái chảy máu luôn đó nha. Bự thiệt. Tính ra là cái cần câu đó là em móc mồi luôn Tư. Em cũng để xuống luôn Tư. Tới khúc cuối cái ghe cào vô cái nhà mắc về ghe đi. Nên nãy giờ trời, nãy giờ mới bỏ nhỏ lên mới gỡ nè. Cái càng hiện gì lý do hết mồi là em này nãy giờ nè. Thì ra là em. Thôi thôi rồi nãy giờ lu bu về ghe giờ cũng xong rồi đó cả nhà. Cậu đang lời về ghe dính được tôm bự hú hồn không chứ. Hay mần hên Út ha. Ừ. Bị kẹp cái. Bị kẹp cái mà cũng bự kẹp cũng xứng đáng nữa. Này lâu lắm mày không ăn lẩu mắm. Gặp chị đang ho chứ. Ăn vô lẩu mắm là chị ho. Đó nó mới gì hết. Cái cảm giác mà quay cái con tôm bự lên rồi cái cảm giác nó như thế nào? Cái giật nó cái cọng dây á nó kìa giật cà tật. Nãy chị tưởng là con cá chị kêu Út lấy giật đó. Trời ơi. Cá nào xong mà có quay lên con tôm Út mới vừa đem cái giật ra. Tại quê dễ sợ. Tại vì cái cọng dây á cả nhà nó cà lạng á. Rau này sáng Út ở nhà rửa rồi hết trơn rồi đó cả nhà. Này mình cắt góc luôn hay sao Tư? Để Tư lật tiếp cho. Ok. Cần câu chứ hả? Quay mạnh lên. Ôi, có cái cần kìa. Cá sấu luôn cái gì vậy? Cá sấu. Dữ lắm, bận lắm. Dạ, đụng đầu đau quá. Cá gì vậy? Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Dính cộng dây gì vậy? Thả lỏng ra. Xả ra. Xả cái quanh ra tới. Rồi. Dính rồi, dính con dây chắc chuột rồi. Tiếc quá. Nó bụng quá Tư ơi. Thôi để giao cho chị Tư nấu cho nhanh cả nhà ơi. Út mà mò một cái là tới 4 giờ chiều mới được á. Tư đói vung tay trơn luôn cả nhà. Sáng giờ dính tôm bự cái ham quá. Dính tôm bự cái ham quá cái hả. Quên đói luôn.
luôn con bình trôi. Ý, cái bao này mà quay trúng một cái là dính cái bao này làm gãy kiềng câu luôn. Đến nơi phương trời. Phương trời. Bên kia là cái nhà máy cháu gì á. Còn ở xa xa cái tòa nhà đó là nhà Yến. Bên kia thì làng bè. Ối lộn, nhà bè. Còn dưới sông là Lục Bình. Trên ghe là chị Tư. Bà đang làm gì đấy? Khử phải không? Thấy vậy chứ giỏi lắm đó cả nhà. Giỏi làm mà cũng giỏi ăn luôn. Ốc ơi, cho chị đôi đũa ốc ơi. Chơi chứ cái này đổi gió rồi cả nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ mặc thêm áo ấm nha cả nhà. Nó nói mặc thêm áo mưa. Ây da, ây da, ây da. Nó làm gì ta? Chị đang nấu nước để mà để mắm vô. À, mắm đó là mắm cá linh. Ủa đâu gai vậy ta? Đây là mắm cá linh đó cả nhà. Mắm đó đâu gai vậy? Em sáng nhớ em chị đi chợ đâu mua mắm đó đâu. Mắm này hả? Chị bữa chị gửi chị hai mua đó. À, nước thì cũng đang gồng đó cả nhà. Nước đang gồng. Mà hai chị em đang nghèo nữa. Mà tôm nó cứ ăn hết mồi hoài à. Cái này sao khá nổi đây. Ồ, nó thơm quá ha. Giống mắm cá chốt quá ha. Đâu chị lấy một cục cho ăn thử coi. Mình để vô mình nhầm nhầm rồi để hột vịt lộn vô có không? Phải không Tư? Mình để nhầm nhầm vô xong rồi cái mình để hột vịt lộn vô mình đập vô đó phải không? Sao măng vô khùng luôn. Mi hẩm có anh Cần lên đây thì mình nấu mắm cá chốt. Bữa nay mình ăn mắm cá linh. Mắm này chắc có vẻ thấy ngon nè. Còn mắm nó ngon quá chừng luôn rồi cả nhà. Ở quê cốt là mắm ngon lắm. Vừa ăn. Ừ, đúng rồi. Người ta nói thường thường là đặc sản của An Giang là mắm cá lóc. Phải không chị Tư? Mắm cá lóc, cá linh gì đó không biết. Mắm cá linh. Mắm cá linh hả? Có cá chốt nữa nha. Nói chung là... Nhưng mà bây giờ không còn đặc sản đâu. Tại vì ở đâu cũng có bán hết đó cả nhà. Kiểu như người ta đi lên mình, người ta lấy mắm vậy. Mà thường á, ai mà đi lên An Giang á là cũng kiểu như kêu ê mày nhớ mua mắm về ăn nghe. Đúng là kiểu vậy đó. Có trứng nữa hả vậy Từ? Đâu trứng, đâu trứng. Mắm đó chị ơi. Sao thấy trên mặt trắng trắng giống như trứng vậy? Đâu phải mắm. Cuối cùng cũng sôi rồi. Thơm nha, đau bụng xỉu lên, xỉu xuống rồi nè. Một hồi xỉu một cái ạch luôn. Chị cũng đói, đói buông tay chứ. Hay là thiếu rượu đó. Không, đói bụng thiệt. Đói thiệt. Nó bị thiếu rượu chứ. Không có thiếu rượu đâu, tại vì phía sau không chưa tới cử lụm rồi. Đói rồi đó nha. Nghe là cái này đem... Phải hỏi em đem cái nồi đậu của anh Cần thấy mặn chát luôn. Ăn chưa thử. Ăn cái nồi đó xong rồi uống nước thấy bà luôn. Mắt chỉ nhớ luôn. Mắm thì chủ yếu mình nêm đường với bột ngọt. Từ 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 có nhậu không mà sao mặt cứ đỏ vậy? Tại nắng. Nãy giờ làm gì mà tưởng đâu lén lén đi gần đi uống cái chai rượu đế chứ. Ừ, dễ gì. Bắp hay gì nổi nổi trên mặt vậy ta? Đâu. Giống nồi này cái chảo nè. À, tỏi cho chị Phi đó. À, tưởng đâu mấy hộp sáng đi cả nhà. Quên mua xả mất tiêu rồi. Lẩu mắm là phải có xả nhưng mà Tư quên bứt xả. Tư cứ đứng lưỡng lự hoài không biết là còn thiếu cái gì. Sống quá sống. Để cá vô đi. Để cá vô cả nhà.
này sáng đi chợ mua cả nhà. Tôm cả nhà đang ăn lẩu tôm luôn, tư bỏ vô cho nó chín. Trần ơi, coi cặp đũa kìa, 11. Nhìn đã quá ha. Cặp đũa. Thường là trong cặp đũa kêu sao ta? 11. 11, chơi lô tô quá cả nhà. Cặp đũa 11. Coi càng nó bự cho bá luôn kìa. Tối quá. Lẩu, mắm, tôm. Lẩu, mắm, cá, thịt, tôm. Dạ thì cả nhà ơi, hồi nãy giờ Út với lại chị Tư á, hai chị em lọ mọ nấu lẩu cũng xong hết trơn rồi. Nãy giờ chị Tư nấu xong rồi, bây giờ hai chị em mời cả nhà cùng đại gia đình thân yêu mình cùng dùng lẩu với hai chị em nha. Đây là lẩu mắm cá, thịt, tôm. Ba thứ luôn cả nhà ơi, dính được ba con tôm. Bình thường đem về cho mấy đứa nhỏ mà bữa nay lâu quá Út cũng không ăn tôm á cả nhà. Nên là hôm nay ngủ chơi lớn bữa. Ngủ chị Tư làm luôn. Ông trời cậu lưới về dùng độn cho hai chị em con câu tôm, câu cá chúng cá. Chúng ba con, chúng được ba con. Mời đại gia đình cùng dùng nha. Mời đại. Mời đại gia đình cùng dùng với hai chị em Tư giúp nha. Ăn mừng không Tư? Ăn mừng hả? Vô luôn. Lấy cái gì đi? Để rau vô. Nóng đi. Xà lách sâu nè. Đói quá rồi quán gà rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng cùng dùng bún với Tư nha. Đói ăn vô ngon ghê cả nhà. Em cũng nghe nước mắm luôn rồi. Ngon nha. Rất là ngon cả nhà. Ngon không? Mời cả nhà ăn bún nha. Mời anh Đạt với anh Càng ăn thịt với Út nha, với Tư nha. Út. Nhằm hiếu làm gì con. Ngon. Ngon. Đói ăn, đói gung tay cả nhà ơi. Cá này chắc béo lắm á. Ôi. Mời cả nhà ăn cá nha. Mời đại gia đình dùng cá giống nha. Cá béo ngon nữa.
đang đói nữa. Tư đang đói nữa. Đây có rau tôm nữa nè. Rau tôm nấu với gút bầu. Chồng chay với ốp cái tô lên đầu. Rau tôm nấu với gục bầu, chồng che dở ấp cái tô lên đầu hả? Chồng trang dở hấp, gật đầu khen ngon. Nói vậy chắc không ai dám lấy em luôn. Chồng che dở ấp cái tô lên đầu. Vô, chúc mừng hai chị em ta thành công. Vô. Hôm nay Tư với Út đi, không có ba, không có ai theo chân cả nhà. Sáng giờ lôi cái vỏ ra này muốn chết luôn, lội với xong á cả nhà. Khoan, khoan nữa nè. Nửa ly thôi nhưng mà chữa lửa. Để mất chân. Đắc tội, đắc tội. Chứ chị Tư phụ nữ là không được nhậu nhiều á, thì đâu có nhậu nhiều đâu, nhậu có tổng lít đổ lệ à. Cái giỡn đó cả nhà ơi, không có nhậu nhiều, uống ly hai ly thằng lon hai lon mà nghỉ rồi cả nhà ơi, uống ly hai ly là hết gốc vô nữa. Không, cái này mới nói thiệt nè, thì ra uống một hai ly rồi cả nhà ơi. Chứ uống nhiều đó thấy đường đâu đi. Ngon. Tôi không biết nói gì luôn, quá ngon rồi. Đói quá. Cá cũng ngon nữa. Nóng quá. Một chén. Thưởng thức thành quả của hai chị em mình làm đi. Một bạc con. Ăn tôm luôn đi Tư. Ủa ăn đi xíu chị ăn. Ăn bí ngon quá. Xà xà lá son nữa. Xà vào là mắm cái gì. Ngon quá cả nhà ơi. Ôi, nhà coi gạch nè. Gạch của con tôm nè, quá trời. Đã tươi luôn. Ăn thịt cả nhà ơi. Nó béo. Rau cảm giác tự mình bắt rồi ăn rau. Quá xa đã rồi. Đã quá bé si ơi. cái con tôm mà sao nó bị xỉu hết Tư. Thịt nó bở rồi. Nó ngẫm rồi. Thịt nó hết ngon. Ngon này không mời cả nhà đâu, Út ăn cho. Nó lạ lắm. Thịt nó hết ngon rồi Tư ơi. Nó bị bở. Mời cả nhà ăn cái đầu tôm giúp đi. Đầu tôm đặc không ngon. Cục giúp tôm. Cái nhà ăn rau nha. Đói quá Tư ăn, nãy giờ Tư lo Tư ăn không à. Cục tát. Rửa tay. Ở đây được, ở dưới sông được cái gì đó cả nhà. À, ấy là có nước là nữa. Tiger họ không nữa. Ăn chứ bánh ngon quá. Ăn nước mắm á. Không, con chán này cũng ngon rồi Út. Nước mắm ngon lắm. Cái miếng bay rồi.
xương xương ơi, xương đá về. Thấy chim én là thấy xương rồi, thấy tớp rồi. Mà bình thường cũng bay chen vậy đó cả nhà. Cả nhà ơi, clip của Tư với Út đến đây là tạm dừng rồi. Cả nhà có yêu mến Út Hiểu với Tư thì cho Út Hiểu xin một like, Tư xin một like và đăng ký kênh ủng hộ Tư với Út nha. Tư mến chúc cho cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Chào cả nhà nha.